Môn Keong là điểm đến hàng đầu của Hàn Quốc do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc bầu chọn. Môn Keong có vị trí giao thoa nên trước đây có rất nhiều người đã đến đây. Nơi đây có một con đường và bảo tàng mà du khách có thể thấy được toàn cảnh lịch sử của nơi đây. Chúng ta hãy cùng khám phá thời kỳ trước nhé. Nơi đây trở nên nổi tiếng với vẻ đẹp của những con đường xưa, những ngọn núi cao và khung cảnh những chú chim sải cánh bay. Nơi này chính là Môn Keong Sejae. Chào cô ạ. Nếu nhắc đến Môn Keong thì chắc hẳn không thể không nhắc đến Môn Keong Sejae ạ. Xin cô hãy giới thiệu về ý nghĩa của Môn Keong Sejae ạ. Vâng, Môn Keong là tên của địa danh được dùng từ thời Goryeo. Theo chữ Hán, Môn là văn, nghĩa là nghe. Keong là khánh, là chúc mừng. Tức là đây là nơi nghe ngóng tin tốt. Vậy nên khi dùng Môn Keong Sejae, hình ảnh hay liên tưởng tới nhất chính là các học sĩ thời xưa phải đi qua Môn Keong Sejae để dự thi. Những học sĩ ở Hồ Nam cũng đi đi lại lại như thế để nghe ngóng tin tốt. Hóa ra là vậy. Vậy Sejae tức là đèo đúng không ạ? Sejae tức là con chim mệt mỏi bay đi bay lại tìm nơi nghỉ ngơi. Sejae là đường lên đỉnh núi. Ra là vậy. Tôi nghe nói ở đây có một bảo tàng lịch sử. Tại sao lại để bảo tàng ở đây ạ? Quả thật là ở đây có một bảo tàng phố cổ độc nhất vô nhị ở đây. Câu chuyện về 600 năm của Môn Keong Sejae. Và ở Môn Keong có một nơi gọi là Komo Sansong. Nếu leo lên đỉnh núi Komo, khi nhìn xuống sẽ thấy 7 con đường. Vì vậy, khi nghĩ đến Môn Keong sẽ thường nghĩ đến đường, cho nên mới có bảo tàng phố cổ ở đây. Nằm tại cửa vào Môn Keong Sejae là bảo tàng đường phố cổ. Nơi đây trưng bày các tư liệu và hiện vật liên quan đến phố cổ. Đây là bài thi của các kỳ thi thời xưa. Giấy thi này là thí sinh tự mua theo hoàn cảnh của gia đình mình, không phải là giấy được phát. Ồ vậy ạ, đúng rồi. Trước khi nộp bài, viết xong, thí sinh sẽ phải làm một bài luận dài trên giấy. Khi chấm điểm, phần này bị cắt ra để người chấm không biết là bài thi của ai, nhằm tránh gian lận cho chủ nhân của tờ giấy. Làm như vậy thì có thể bảo quản tốt bài thi của từng người. Ồ, hay thật đấy. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy chuyện tự mua giấy thi rồi tự mang đi như vậy đấy. Bởi vì nước ta thời đấy có sự phân biệt giàu nghèo. Đến giấy thi cũng có loại giấy thượng phẩm và giấy hạ phẩm để phân loại giàu nghèo. Ra là vậy. Đây là con đường lớn mà các học sĩ thường hay đi lại, đầy tính lịch sử và tính dân tộc. Các bạn nên đến thử một lần nhé. Vâng, tôi đang có mặt ở tiệm ăn nổi tiếng nhất ở Môn Keong. Nhưng xem menu thì có thịt ba chỉ và sa sâm nướng. Vậy rốt cuộc tiệm này có bí quyết gì để nổi tiếng như vậy? Hãy cùng tôi vào và tìm hiểu nhé. Người xưa có câu có thực mới vực được đạo, ám chỉ phải ăn món ăn thật ngon. Ngắm thế nào cũng thấy đúng phải không các bạn? Xin chào, tôi nghe nói đây là quán ăn rất nổi tiếng nên đến đây. Vậy menu gồm những món gì vậy? Sa sâm tẩm ngũ vị từ nướng. Chúng tôi chuyên món đó. Tức là ở đây bán thịt ba chỉ và sa sâm nướng. Nhưng nổi tiếng vì ngũ vị tử sao? Đúng vậy, nếu tẩm ngũ vị tử thì sẽ rất ngon. Vậy thì anh cho tôi xem được không? Được chứ? Ồ, hay quá ạ. Ở đâu ạ?